chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Giải mã tâm linh, sư Minh Tuệ biết trước điểm gở, diện y phục đen vào ngày buồn nhất hành trình, bí ẩn chỉ có nhãn quang con mắt thứ ba của thầy Thích Minh Tuệ mới nhìn thấu. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 5 năm 2024, một sự thay đổi nhỏ trong y phục của sư Minh Tuệ đã gây nhiều bất ngờ và suy ngẫm. Tác giả Alex đã tường thuật rằng y áo của sư bỗng xuất hiện thêm nhiều mảnh đen, điều hiếm thấy bởi sư luôn ưu ái màu vàng, màu nhà Phật. Không chỉ là sự thay đổi về y phục, sự kiện này còn mang theo những bí ẩn và điềm báo đáng sợ. Ngày hôm đó, thầy MT đã không may đột quỵ và qua đời. Phải chăng đây là một dấu hiệu tâm linh từ sư Minh Tuệ? Phải chăng mảnh y đen là điềm chẳng lành mà sư đã cảm nhận được từ trước? Hãy cùng chúng tôi khám phá sâu hơn về những bí ẩn tâm linh này trong hành trình đầy trắc trở của sư Minh Tuệ. Ngày 30 tháng 5 năm 2024, lần đầu tiên sư Minh Tuệ xuất hiện với y áo quấn thêm một dải đen. Điều này đã được tác giả Alex xác nhận trong phần tường thuật hành trình ngày 30 tháng 5 rằng trang phục của sư Minh Tuệ xuất hiện mảnh vải màu đen, y màu đen có vẻ nhiều hơn hôm qua. Vâng, đúng vậy thưa các bạn, những y phấn tảo còn lưu hình ảnh trong những ngày trước đây của sư Minh Tuệ được gọi là đa sắc, tuy nhiên rất ít hoặc hầu như không có màu đen. Màu mà sư Minh Tuệ nâng niu nhất phải là màu vàng. Trên mạng từng có video sư rất vui, hoan hỉ khi nhặt được mảnh vải vàng, nói rằng ít khi nhặt được màu này. Theo dân gian hiểu, màu vàng là màu nhà Phật, thế nhưng kỳ lạ là ngày 30 tháng 5 năm 2024, lần đầu tiên sư Minh Tuệ xuất hiện với y áo đắp thêm rất nhiều mảnh đen cả trước và sau, lại thêm một dải đen dài như cái khăn vắt chéo cổ, quàng từ sau ra trước, mà màu đen thì lại cũng theo dân gian là màu tăng tóc. Chẳng thế mà mỗi khi nhà ai đó có người mất thì người thân hay đổi ảnh avatar các tài khoản mạng xã hội sang thành màu đen hoặc bông hoa đen, và di ảnh người quá cố cũng hay vắt một dải băng đen chéo góc là vậy. Và rồi thì chuyện gì xảy ra trong ngày 30 tháng 5 khi lần đầu tiên sư Minh Tuệ đắp y đen, quấn khăn đen ngay từ buổi sáng như vậy? Xin thưa là đến buổi chiều, thầy MT trong đoàn vốn là Việt Kiều từ Mỹ mới về đi theo sư Minh Tuệ mới được 3 ngày đã đột quỵ và rồi không qua khỏi. Về mặt tâm linh mà nói, vì đoàn đi theo sư Minh Tuệ hoàn toàn đi là vì tâm linh, theo đuổi vấn đề tinh thần, chữa cái tâm mình. Vì vậy, duy tâm mà nói, thì như vậy có thể như là sư Minh Tuệ đã để tang ngay từ sáng sớm. Một điểm đen đã được ấn định trước, mà cái y bỗng thêm nhiều mảnh đen xì vào ngày buồn nhất từ đầu cuộc hành trình của đoàn đến nay, chính là một ấn chứng trên người sư Minh Tuệ, linh hồn của đoàn đi. Dù sư luôn đi sau và không bao giờ nhận là đoàn trưởng hay tăng đoàn, cũng tuyên bố lâu rồi là không có trách nhiệm với bất kỳ ai cả. Vâng, nếu ai tinh ý nữa thì có thể nhận thấy mấy ngày gần đây trên gương mặt và ánh mắt sư Minh Tuệ có phảng phất nhiều nét rất buồn, đôi khi là thẫn thờ, trầm mặc. Dù sư vẫn cố cười nhưng nụ cười nhanh tắt, và đó cũng là cái cười xã giao chứ không phải là nụ cười nội tâm. Có lẽ là sâu thẳm bên trong, sư Minh Tuệ đã linh tính thấy một cái gì đấy chẳng lành. Tuy nhiên, sư biết rằng bản thân sư cũng biết thế mà không thể làm gì được nên sư buồn, rất buồn. Có thể là cái chuyện chẳng lành mà sư Minh Tuệ cảm nhận được đó, nó không hẳn rõ nét sẽ xảy ra với ai, nhưng chỉ là sư thấy bất an thôi. Sư cảm nhận được trên mặt không vui như những ngày đầu, hay là như những cái thanh thản lúc giông bão chưa tới thanh thang một mình dạo bước, không bị hàng ngàn camera giám sát cả trước lẫn sau, cả trên cao dưới thấp như bây giờ. Và với tâm trạng không vui này, người buồn thì bỗng lại đắp y đen. Nó như một sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà thôi. Bỗng dưng sáng ấy, sư không thích màu mè sặc sỡ nữa, và điềm đã đến một cách tự nhiên là như thế. Chuyện tâm linh vẫn luôn không đùa được đâu, nhất là khi dân tình vẫn đang đồn nhau về con mắt thứ ba của sư Minh Tuệ. Như tác giả Alex cho biết, trên mạng như đồn đoán, vết lõm ở trán thầy Minh Tuệ càng ngày càng rõ. Một số người tu thiền họ nhìn được hào quang rồi thì không nói, còn mắt thường chúng ta chỉ thấy một vết lõm. Đối chiếu ảnh cũ thì thấy vết lõm này càng ngày càng mở rộng, đúng vị trí con mắt thứ ba. Ngoài ra thì thần thái của thầy Minh Tuệ rất sáng, răng trắng đều. Nhiều người còn đồn là thầy tuy không tắm nhưng đến gần lại có mùi thơm. Mà cái này tác giả không biết và chúng ta có thể không biết. Nhưng về lý thuyết thì thiền sư đến độ lại bỏ uế tạp thì hoàn toàn có thể tỏa hương thơm như vậy. Và nữa,